Om Namasvaya, xin chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất là vui gặp các bạn ở trong cái livestream này. Và các bạn đang xem livestream này thì hãy bình luận xuống phía dưới lời chào cho Nguyễn Hiếu được nhìn thấy. Trong cái livestream ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn những cái động tác để mà giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Đó, cho nên là bạn nào mà mong muốn có một giấc ngủ đẹp tuyệt vời và những cái giấc mơ đẹp thì hãy cùng Nguyễn Hiếu luyện tập 5 động tác thôi. Chỉ 5 động tác thôi cũng sẽ tác động xoa dịu toàn bộ hệ thống dây thần kinh, xoa dịu sự căng cứng cơ, rồi giải tỏa những cái sự đau nhức mỏi để cho bạn có được một cái giấc ngủ tuyệt vời nhất. Các bạn hãy bình luận xuống phía dưới lời chào buổi tối cho Nguyễn Hiếu được nhìn thấy ạ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thế và cái livestream này thì Nguyễn Hiếu sản xuất để theo cái mong muốn của rất nhiều các chị em, anh em, rồi các cô bác lớn tuổi bị mất ngủ. Thế cho nên là các bạn hãy giúp Nguyễn Hiếu làm một việc, đó chính là chia sẻ cái livestream này với lời nhắn "đây là cô Nguyễn Hiếu thật nhá", và để lại cái lời nhắn như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng luyện tập với Nguyễn Hiếu và cùng đi vào một cái giấc ngủ ngon ngào. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bạn có thể ngồi hoặc là nằm. Thôi, Nguyễn Hiếu hướng dẫn bạn nằm ngay trên giường. Chúng ta sẽ đến với cái phần thở 3 phần để gia tăng cái luồng khí tràn vào trong cơ thể của chúng ta. Bạn điều chỉnh tư thế nằm thật thoải mái, dang hai chân. Thế, đúng rồi. Thả lỏng cơ thể rất là dễ chịu, đúng không nào? Hai tay ôm vòng quanh rốn, gập nhẹ cằm xuống, thả lỏng cho khuôn mặt. Hãy hít vào thật sâu, hít bằng mũi và đẩy bụng căng phồng lên, thở ra xẹp bụng lại. Hít vào, phình căng bụng lên, thở ra xẹp sát bụng xuống, siết sâu xuống. Chúng ta hít thở từ 5 cho đến 10 nhịp nhé. Và trong livestream này thì Nguyễn Hiếu hướng dẫn bạn hít thở 5 nhịp. 3, hít vào thật sâu, phình căng bụng lên ạ. Các bạn nhìn thấy bụng Nguyễn Hiếu phình to không ạ? Thở ra, xẹp xuống. Hít vào, phình bụng lên và thở ra, xẹp bụng lại. Xẹp sát xuống, siết sâu xuống nào, đúng rồi. Sau đó thả lỏng cơ thể, mở rộng hai tay sang hai bên, khép hai chân sát lại, hít sâu. Luôn luôn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi. Và chúng ta tập thật chậm trước khi mà chúng ta đi ngủ. Co chân trái lên, dùng tay phải ấn ép bẻ qua bên phải thật sâu, nhấn đầu gối xuống, mặt xoay nhìn qua bên trái. Hít thở đều, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Khi Nguyễn Hiếu tập đến động tác này muốn ngủ luôn rồi nè. Rồi, hít vào, đưa chân trở về vị trí ban đầu, thở ra, hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên nào. Co chân phải lên, hít sâu, thở vặn qua bên trái, mặt nhìn sang phải, hít thở đều, hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, xả hết mọi sự ách tắc đang ứ đọng ở cột sống, ở trong tâm trí của bạn nữa. Rồi hít vào, đưa chân về vị trí ban đầu, thở ra, hạ xuống. Tiếp tục hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, kéo giãn, giãn thật dài cho cơ thể. Rồi nâng chân phải lên, kéo căng gót chân, thở ra. Hai tay ôm lấy phần bắp chân, nhấn chân sát về phía trán của mình, tùy theo khả năng nhé, có thể sát hoặc không. Rồi hít vào,
Thả mềm cơ thể xuống, nhấc chân trái lên, kéo căng gót chân và thở ra. Nhấn sát về phía trán. Rồi hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, thở ra, hạ xuống. Co hai chân lên, tư thế cây cầu giúp cho bạn ngủ rất ngon. Và tư thế này đảm bảo gối của chúng ta là gối thấp, chứ chúng ta không gối cao ở tư thế này nhé. Đó, thấp nhất có thể. Cái gối của Nguyễn Hiếu đang gối thì rất là thấp. Hoa thơm quá. Rồi, xuôi hai tay theo thân. Đó, bàn chân mở rộng bằng vai. Từ từ hít vào. Nâng hông lên, gập cằm xuống, chúng ta tập 5 lần. Thở ra. Hai hít sâu. Thở này. Ba hít vào. Chậm rãi thôi. Thở. Hạ xuống. Bốn hít sâu. Thở hạ. Và nhịp cuối cùng, năm hít vào. Nâng hông lên, cao lên, cao lên, cao lên. Đúng rồi, giữ ở đây. Hít thở đều. 30 giây nha. Rất là dễ chịu cho vùng hông. Và mắt của Nguyễn Hiếu đã nhắm xuống rồi và rất muốn đi ngủ rồi. Thở ra. À, hông xuống, xả hết. Xả hết khí và thở hoàn toàn bằng mũi. Sau đó nhẹ nhàng duỗi chân nào. Bạn có thể đặt một cái gối xuống dưới mông của mình khi tập tư thế cuối cùng này. Rồi. Duỗi hai chân nào. Hít vào. Nâng chân lên, thả lỏng cổ chân cho máu tuần hoàn. Thở ra, hạ xuống. Hai tay nắm cái gối để chúng ta có lực đẩy kéo chân lên dễ hơn. Hai hít lên. Thở ra. Ba hít. Thở. Bốn hít. Thở. Chúng ta tập 10 nhịp nha. Năm hít. Thở. 6 hít. Thở. Dễ chịu đúng không nào? 7 hít. Cố lên, còn 3 nhịp nữa thôi. Thở ra. 8 hít. Thở. 9 hít. Thở. Nhịp cuối cùng rồi, hít vào. Nâng chân lên, đúng rồi. Hai tay ôm lấy bắp chân, thả lỏng cổ chân. Giữ ở đây 30 giây. Và nếu như bạn đang có vấn đề như là giãn tĩnh mạch hoặc là phù nề ở vùng chân, đau nhức ở vùng chân, thì chúng ta có thể giữ đến 3 phút nha. Hít thở đều. Và luôn luôn ghi nhớ rằng là khi mà giữ cái tư thế này á, thì phải đảm bảo cái phần mông của bạn được cao hơn cái phần lưng. Hãy kê cái gối cao hơn nữa vào cái vùng hông của mình nha. Hít sâu. Thở chậm. Động tác này sẽ tưới máu về não cho bạn và giúp cái tuần hoàn máu não của bạn tốt hơn, đưa bạn vào giấc ngủ sâu hơn, nhanh hơn. Và đặc biệt làm cho bạn trẻ rất là lâu. Hãy hít sâu. Thở chậm. Rồi. Và từ từ hít vào. Thở ra. Nhẹ nhàng. Hạ chân xuống.
tháo gối ra khỏi mông, hít thở đều, hít sâu, thở chậm. Thả lỏng toàn bộ vùng lưng, vùng cột sống của bạn. Rồi sau đó bạn có thể nhẹ nhàng duỗi chân, thả lỏng cơ thể và chìm vào trong giấc ngủ. Hít thở đều. Rồi còn Nguyễn Hiếu sẽ phải ngồi dậy để chào tạm biệt các bạn. Và các bạn có thể đặt câu hỏi để Nguyễn Hiếu sẽ giải đáp cho các bạn vào một vài những cái chia sẻ tiếp theo. Thế và bây giờ thì cũng đã đến giờ Nguyễn Hiếu phải tạm biệt các bạn, để chúc các bạn ngủ ngon rồi và để các bạn còn đi ngủ nữa, đúng không nào? Bảo vệ sức khỏe để ngày mai chúng ta sẵn sàng chào đón một ngày mới tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Và nếu như các bạn đang xem live stream này, có thể giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ cái live stream này nhé. Đừng quên chia sẻ live stream với lời nhắn: đây là cô Nguyễn Hiếu thật. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập tiếp theo của Nguyễn Hiếu nhé. Tạm biệt.